Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Gen Film, kênh YouTube chuyên review phim của Gen và Fedino. Phim lưu ký thật sự đối với Gen là một cái tên không mấy đặc biệt. Nếu mà các bạn có xem qua cái trailer thì Gen nghĩ là chắc phần nào cũng đoán được hết phần nội dung. Và vì cũng là cái thể loại phim hoạt hình dành cho trẻ em nên cũng khá là dễ xem. Gen sẽ nói về những cái điểm mà bộ phim chưa làm được. Đầu tiên là về mặt hình ảnh. Thật sự bộ phim đối với Gen nó chưa thật sự là mượt mà và ổn lắm về cái phần tạo hình hay là màu sắc. Nhưng mà đối với các em nhỏ thì chắc chắn là ổn rồi. Các em nhỏ rất là dễ tính. Sao nhỉ? Cái cách dẫn chuyện và cái tình tiết của bộ phim cũng chưa có gì gọi là cao trào hay là nổi bật. Cái nhịp phim ở cái mức trung bình khá và nó cứ như thế, nó duy trì như vậy. Có hai điểm ở bộ phim này mà Gen xin thích. Đó là cái thứ nhất là cái bài học gọi là về yêu chuộng hòa bình của cái con bò Fenino này. Đó, xuất thân là con nhà nòi, giống bà Tót, đúng thứ dữ luôn á. Nhưng mà từ nhỏ cậu đã không hề thích chiến đấu với các bạn của mình. Nói chung là thích hòa bình, dị hòa di húy, chơi với hoa thôi. Đó, nói chung là thích chăm sóc hoa thôi chứ không phải là VD nha. Cái thứ hai là là một cái đoạn trong cái bộ phim này mà Jin thấy rất là thích. Đó là cái đoạn mà hai nhóm bò thi nhảy với nhóm ngựa. Thật sự luôn, really. Nó rất là hài hước và rất là buồn cười, nó rất câu rất là đã. Đó. Vậy thì Fedino thật sự là một cái bộ phim hay và hấp dẫn thì thật sự nó sao ta? Nó cũng bình thường thôi. Tuy nhiên thì nó vẫn có những cái điểm hài. Và cái hài đặc biệt ở đây là làm cho Gen cười được. Nếu bạn nào xem review nhiều của Gen thì sẽ biết Gen rất là khó cười đối với những cái bộ phim hài và khó sợ đối với những cái bộ phim ma. Nhìn chung thì đây là một bộ phim xem được. Đó, và Gen chấm phim này 6 điểm. Bạn đã xem phim này chưa? Nếu xem rồi thì hãy comment cho Gen biết cái ý kiến của mình mà. Và đừng quên bấm nút subscribe, bấm thêm cái chuông nữa để nhận thêm nhiều clip của Gen nha. Gen Phim xin chào và hẹn gặp lại.